Sư phụ, trận mưa này đến khi nào mới tạnh đây? Không biết. Trận mưa thật là đáng ghét, cản trở chúng ta lên đường. Sư phụ, thầy sao vậy? Nhất thiện, lắng nghe. Nghe gì vậy? Con có nghe gì đâu. Tĩnh tâm, nhắm mắt và nghe thử. Còn có âm thanh róc rách nữa. Đó là cá ở dưới khe suối. Nhưng trận mưa này mà ngoi lên hít thở. Ồ, sư phụ, người còn nghe thấy gì nữa không? Sư phụ còn nghe thấy âm thanh của măng non đang trồi lên từ mặt đất. Thật sao? Con cũng muốn nghe thử. Nhất thiện à, trong cuộc đời của mỗi con người đều sẽ phải gặp một trận mưa lớn, đến nỗi không kịp trở tay, gột rửa hết những dấu chân qua lại, làm cho người ta trông thật là nhệt nhạt. Sư phụ coi nè, quần áo Nhất Thiền ướt hết rồi. Nếu đã không kịp núp mưa, sao không dừng lại, tĩnh tâm mà lắng nghe, đến trong thời khắc hỗn loạn cũng ẩn chứa những gặp gỡ kỳ diệu. Sư phụ, con cũng nghe thấy âm thanh măng trời lên. Nhất Thiền, trên mép của con là nước mưa hay là nước miếng vậy? Sư phụ, thầy nói coi, băng đó có ngon không? Đương nhiên là ngon rồi. Vậy chừng nào mưa tạnh chúng ta đi hái măng nha. Được thôi. Mong rằng những hạt mưa rơi xuống trên cuộc đời bạn đều tấu lên những âm thanh kỳ diệu. Thank you.
đàn.